Đây là video hướng dẫn cách để các bạn tham gia đấu trường 1-1 đối kháng nhé. Các bạn vào Easy Class này, sau đó các bạn kéo xuống ở bên dưới. Ở đây chúng ta sẽ có chữ thách đấu, tham gia. Hiện tại thì đấu trường còn đang được mở miễn phí cho tất cả các tài khoản, không giới hạn. Nên là các bạn nên tận dụng để mình tham gia, làm được nhiều nhất có thể. Cái việc tham gia đấu trường này rất là có ích cho chúng ta. Thì ở khi mà chúng ta vào đấu trường ấy, thì chúng ta sẽ có ở đây này, mục thách đấu này. Mục thứ hai là đây là mục xếp hạng của mình ở trên toàn quốc, xem mình đang xếp hạng bao nhiêu. Thứ ba là cái mục quà tặng. Khi mình đạt được cấp bao nhiêu thì mình sẽ được số quà tặng tương ứng, đó là coin tương ứng của mình. Và ở đây có một cuốn sách, đó là cái phần hướng dẫn thể lệ tham gia của chúng ta. Đó, chúng ta sẽ đọc kỹ các cái thể lệ của cái cuộc thi, của cái phần thách đấu này. Hệ thống sẽ tự tìm đối thủ có trình độ tương đương với bạn. Hai người chơi sau đó sẽ tranh tài tìm người chiến thắng với thể lệ như sau. Mỗi trận đấu hai người chơi sẽ phải trả lời 10 câu hỏi theo độ khó được thiết kế phù hợp với cấp độ của bạn. Mỗi hai câu người chơi sẽ có thời gian tối đa là 3 mỗi câu hai người chơi nhé thì sẽ có tối đa là 30 giây để trả lời. Sau khi cả hai kết thúc mỗi câu hỏi thì tiếp tục chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Bạn sẽ được cộng điểm khi bạn trả lời đúng số câu hỏi, trả lời càng nhanh càng được nhiều điểm và không được cộng điểm khi làm sai hoặc hết thời gian mà chưa làm. Người chiến thắng là người có số điểm cao hơn sau khi kết thúc 10 câu hỏi và người chiến thắng sẽ nhận được 5 sao, người thua sẽ bị trừ đi 3 sao. Thì ở cái mục thách đấu này mà chúng ta vào thách đấu mà chúng ta sẽ tìm được cái người mà thách đấu cùng với chúng ta. Đó, đấy là đấu 1-1 nhá. Rất là tuyệt vời. Cái tiếp theo là chúng ta có một mục, đó là mục giao hữu, chúng ta sẽ nhấn vào mục giao hữu này. Mục giao hữu này thì chúng ta sẽ vào phòng giao hữu. Thì ở đây mình không có cái phòng giao hữu thì mình sẽ làm cái cách nào, đó là mình sẽ tạo phòng giao hữu. Tạo phòng nhá. Rồi, sau đó mình sẽ kiếm cái QR của phòng thì mình sẽ gửi cái mã QR này cho bạn của mình. Và mỗi một lần ấy chỉ có 5 phút để mời bạn của mình vào thôi. Hãy bảo của mình là bạn của mình quét cái mã QR này vào để vào trong cái phòng để tham gia cùng với mình. Hai là mình sẽ mời giao hữu bằng cái cách đó là tìm bạn bè. Ở đây cô Huyền đã có một cái bạn, đó là bạn Jerry, là bạn của cô sẽ nhấn vào nút mời giao hữu. Thì mình sẽ mời cái đối thủ của mình và chờ đối thủ của mình đồng ý, chỉ có trong vòng 5 phút thôi thì mình sẽ chơi. Còn nếu không ấy thì mình sẽ phải nhấn vào cái chỗ này, cái dấu cộng, cái dấu này. Đó, mình nhập ID của bạn của mình vào đây và sau đó mình thêm vào thì mình sẽ thêm có rất là nhiều bạn bè của mình ở trong này để chơi. Đó, đấy là một cái tính năng cực kỳ là tuyệt vời và mang cái tính để các bạn có thể rèn luyện, các bạn có thể va chạm, các bạn có thể tiến bộ hơn rất là nhiều. Đó, nên là các bạn hãy chăm chỉ vào cái mục, đó là mục giao hữu thách đấu này nhé các bạn nhé. Thách đấu 1-1 này. Và tận dụng cái khoảng thời gian là Easy còn mở cái mục thách đấu này free cho tất cả mọi người trong vòng 1 tháng tới. Chúc các bạn sẽ có những cái cuộc thách đấu tỉ thí rất là gay go và cũng rất là thoải mái, vui vẻ. Mình không đặt nặng quá nhiều về thành tích, thì mình cứ tham gia chiến đấu để mình có thể va chạm và tiến bộ hơn các bạn nhé. Chúc các bạn học tốt và chúc các bạn có một cái trải nghiệm tuyệt vời với Easy Class.